Di chuyển quay trở lại khu vực đứng trên, chủ yếu có giao tranh khu kháng sứ giả này. Yasuo tấn công vào Zoe là mục tiêu, trốn bắt thành công, có luôn chăn chối. Và Zoe lên bảng điểm số. Trừng phạt thành công đến từ cây nhân, nhưng anh ta chưa nhận được tinh thể sứ giả nha. Góc này thì rớt tới rồi. Nối thủ tốt đến từ rớt, gây sát thương vào Yone, đoạt mạnh không thành công. Và một mạng đã có dành cho rớt với cú double kill dành cho đứng trên của T1. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của Hoàng Sama. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đồng hành với giáo án tiền mùa giải 2023 và để xem là Zeus khi mà lựa chọn anh Prime ở khu vực đường trên để đối đầu với Yone thì anh ta sẽ xử lý trận đấu như thế nào nhé. Trước khi bắt đầu với nội dung chính thì rất mong các bạn để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh YouTube cũng như nhấn follow cho fanpage của mình đấy. Gangplank của Zerg với quyền năng bất diệt, tàn phá, hủy diệt, ngọn gió thứ hai và lan tràn ở nhánh kiên định, còn ở nhánh phụ cảm hứng anh ta lấy 2 điểm là dày và bích quy giao hàng. Khá là cơ bản với một con Gangplank đến từ Zerg. Nhà quy 3 tốt. Cộng thùng ở cấp 1 đến từ Zerg để tăng áp lực nha. Với chất tướng tay ngắn thì Yone sẽ không thể áp sát vào lính được, và Zerg sẽ có những cái pha nối thùng như vừa rồi. Vừa cấu máu và có thể gây áp lực đối phương. Cấp 2 chắc chắn là cộng đàm phán rồi. Với áp lực đến từ cả đàm phán và thùng thuốc súng thì Zerg đang chiếm được thế thượng phong trước con Yone bên phía bên kia nha. Sylas của Clip vừa rồi có được điểm chiến công đầu với tình huống canh ở khu vực đứng dưới. Sylas vẫn đang là con tướng mạnh nhất ở giai đoạn tiền mùa giải 2023 ở vị trí đi rừng nha. Tỷ lệ cấm chọn rất cao mà Talon trong tay của Kanyan đang có hướng di chuyển lên trên rồi. Khả năng cao là Zerg phải mất tốc biến. Nhảy qua tường đến từ Talon nhưng không có tình huống áp sát. Cái nên chỉ lấy đi tốc biến của Zerg trong pha ganh vừa rồi mà thôi. Nhưng nó sẽ là một phần để khiến cho cái áp lực đi đường mà Zerg tạo ra ở trong giai đoạn early game nó bị giảm đi. Zerg hiện tại anh ta sẽ không dám đẩy cao nữa. Sẽ cần phải có những sự hỗ trợ đến từ Clit. Vừa rồi là cú Q3 chuẩn xác nhưng một hit đàm phán với nội tại của nó mất diệt. Tốt đến từ Zerg. Sẽ là liên tục những tình huống spam Q để cấu máu đối phương với đàm phán kết hợp với nội tại quyền năng bất diệt mà điểm ngọc tái tổ hợp là rất lựa chọn. Đứng dưới lại có đánh nhau rồi. Những mạng liên tục đang có dành cho bot lane của team 1. Thơn này sẽ là thơn đẩy ngược về hướng chủ của rớt nhé. 18-19. Yone thì vẫn đang lát hit tương đối là ổn. Nhưng mà nếu như rớt làm tốt 5 con này thì anh ta sẽ hoàn toàn là vượt trên lính so với lại Yone của đối phương. Thùng tốt. Có thêm một hit nội tại nữa. Sylas lên rồi. Điểm chiến công sẽ có cho Zeus. Cái quay đẩy ngược lại để chậm nó khiến cho Yone gặp nguy hiểm. Yone không kịp sử dụng cho mình tốc biến. Và đó tốc biến thì cũng sẽ bị lao theo bởi Sylas trong tay của Clit mà thôi. Và gạch tốt đến từ Clit và giúp cho Zeus có được điểm chiến công đầu tiên ở cánh trên. Có di chuyển và đây sẽ là tình huống giữ lính. Sau đó là tê lê ra. Về nhà và mua được thêm cho mình thủy kiếm cũng như kiếm dài rất là mắc bình. Lần bấm B về nhà gọi là mơ ước với mọi con canh plank đấy. Tiếp tục là thùng tốt đến từ Zeus. Talon trong tay của Kanyan vừa có pha ganh ở dưới bot rồi. Liên tục là những tình huống mà đảo đến từ hai người trên đi rừng cũng như là cả hỗ trợ nó ép phần nằm xuống khu vực đường giữa. Quy quyền năng rất đau đến từ Zeus nha. Tiếp tục là tình huống quy quyền năng nữa. Đánh thường với thử lửa chăng. Có thủy kiếm nha. Sát thương của Zerg tạo ra là rất nhiều. Nhưng lính đang bắn vào Zerg. Rất nhiều lính đang đánh vào Zerg nha. Nào Yone đang cố gắng. Yone có cú đúc tạo ra. Và đó là tình huống solo kill dành cho Yone ở cánh trên. Lính bắn rất nhiều trong pha vừa rồi. Và Zerg anh ta bị solo kill. Hơi đáng tiếc dành cho Zerg. Khi mà lính là quá nhiều và khiến cho lượng chống chịu đến từ một con Gangplank mới chỉ cấp 5 là không đủ. Rớt bị solo kill một mạng ở cánh trên. Mặc dù là anh ta có được điểm chiến công đầu tiên ở khu vực này. 2935 rồi. Sẽ mất lính đến từ Zeus ở trong wave này. Và đây sẽ là 6 con lính bị mất đi đến từ Zeus. Chênh lệch cấp độ đang bắt đầu có đến từ hạng cấp này rồi. Yone đang ở cấp 6. Còn Zeus anh ta mới chỉ ở cấp 5 mà thôi. Mới chớm lên 5. Trong khi đó thì Yone đã 6 rồi. Bọn đánh nhau rất nhiều nha.
Ash Heimbringer đối đầu với Brand và Jean. Hai cặp đôi đang rất là hot ở tiền mùa giải 2023. Tiếp tục là áp lực thủ thúc súng cũng như là đàm phán để cấu rỉa. Thứ ba không thành công đến từ Yon, đúp cũng không trúng. Giữa sẽ cố gắng giữ cự ly và đợi hồi lại cho mình đàm phán và thùng để gây áp lực ngược trở lại đối phương. Quy. Tiếp tục là cuộc quy quyền năng nữa. Khá thốn nhá. Hai thùng đến từ Zerg, chỉ farm thôi. Tầm này chưa thể ôn in được. Yon nó vừa về nhà xách cho mình một cái giày cuồng nộ trong khi Zerg chưa lại tốc biến nhá. Cái này nếu mà tính ra all in thì chưa chắc là Zeus đã ăn đâu. Anh ta vẫn sẽ phải cần poke đối phương trước. Né Q tốt đến từ Zeus. Phá chơi hit lời hơn đến từ Zeus nhưng anh ta dính Q3. Thêm cú đúp nữa. Khả năng chơi hit đến từ con Yon có nhịp độ chết người là tương đối ấn tượng nha. Nhà xua đường giữa có tình huống solo kill à. 5-2 dành cho team của Zeus. Các đường của team Zeus đang đánh khá là tốt. Phải poke trước anh em ạ, kèo này phải poke trước. Liên tục dùng quy đàm phán có nội tại quyền năng bất diệt để poke đối phương, khiến cho con Yon thấp máu. Sau khi mà thấp máu dính thùng hoặc là mưa đại bác thì mới có khả năng ôn in được. Yon bắt đầu di chuyển rồi, ra đánh quả hồi phục. Thì chung gạch plank con lát hit rất là dễ, tiêu trụ cực dễ luôn. Vừa nói xong Bitcoin cần phải farm. Gameplay sẽ cần phải pha. Chất lượng. Tình huống đàm phán với quyền năng bất diệt rất chất lượng từ giờ, lấy đi khoảng hơn 200 máu của Yone nha. Tiếp tục là quy quyền năng. Phong cách cái đường rất là khó chịu từ giờ, cần phải nhấp nhả. Như đã nói kèo này cần phải nhấp nhả. Xuất hồn đến từ Yon. Lính đẩy ngược về. Talon đang di chuyển lên trên. Chuẩn bị có tình huống 2-2. Click cũng tương tự như vậy. Thậm chí là 3-2 nha. Khi Zoe cũng đang có dấu hiệu di chuyển rồi. Fatigue để cố gắng đai trụ đến từ Zerg. Nhưng liệu có thành công hay không đây. Rất gần khu vực này đến từ Silas. Nhưng Talon trong tay của Kane cũng đang ở đây nha. Đánh trước đến từ Clint rồi, trốn bắt thành công đến từ vị trí của Clint. Mưa đại bác có luôn, đoạt mạnh né thành công với cú tốc biến. Nhưng tốc biến lao theo đến từ Yone với điểm hạ gục. Tình huống mà rớt không kịp can thiệp, anh ta chỉ dùng được chiêu cuối thôi mà nó cũng không đủ sát thương để hạ gục thành công con Talon trong tay của Kanyan. Dưới 100 máu đến từ Kanyan trong pha đào thoát vừa rồi. Và hơi đáng tiếc dành cho cặp tốp dương bên phía của team 1. Rớt vẫn đang cố gắng gây sức ép. Nhà Q3 thành công này. Đàm phán nhưng mà không đánh được một đòn đánh thường với nội tại của Gangplank, nội tại thử lửa. Cảm giác là Zerg vẫn đang kiểm soát kèo đấu rất là tốt, mặc dù là Yone có 2 mạng nhá. Với áp lực đến từ đàm phán poke cũng như là cái thủ đúc súng đặt ra, Yone nó không dám bay vào Oni. Clit vẫn đang có dấu hiệu kiểm soát cua kỳ cục cũng như là sứ giả để hỗ trợ cho khả năng đẩy đường rất là tốt đến từ Zerg từ nãy tới giờ. Zerg vẫn đang là người đẩy tốt hơn. Thùng nhưng mà chỉ là thùng để ăn lính thôi, chuẩn bị có đái trụ rồi. Đấy chiêu cuối không? Chưa hồi lại chiêu cuối đến từ vị trí của Clit, nhưng trốn bắt thành công là sẽ có đủ sát thương. Đánh trước đến từ vị trí của Silas và đó là mạng dành cho vị trí của Gangplank trong tay Zerg. Mạng thứ hai dành cho Zerg ở ván này. Pha đai trụ thành công. Lần này thì Clit thành công với pha đai trụ. Không có ta lông trong tay của Kanyan ở đó. Với 2 stack trụ cánh trên và 82 lính thì giờ đã hoàn thành xong cho mình lưới 2 linh hồn rồi nha. Di chuyển quay trở lại khu vực đứng trên, chủ yếu có giao tranh khu gắng sứ giả này. Ra số tấn công vào Zoe là mục tiêu, trốn bắt thành công có luôn chăn chối. Và Zoe lên bảng điểm số. Trừng phạt thành công đến từ Kanyan nhưng anh ta chưa nhận được tinh thể sứ giả nha. Góc này thì rớt tới rồi.
Nối thủ tốt đến từ Zeus, gây sát thương vào Yone, đoạt mệnh không thành công. Và một mạng đã có dành cho Zeus với cú double kill dành cho đường trên của T1. Mặc dù mất sứ giả nhưng đó là một pha lấy một đổi ba có lợi dành cho team của Zeus. Và bản thân Zeus được thưởng thưởng với 2 điểm hạng gục. 4-1 với lại một con Gangplank ở early game rồi. 689 sát thương chí mạng vào lính nhá. Lưỡi hái xong từ rất sớm đến từ rớt. Và đây là một con Gangplank cực kỳ xanh xao rồi. Thậm chí là anh ta sẽ có được stack trụ thứ 4 ở trong tình huống này. Chín hai lính, 4 xác và có tới 4 stack trụ cánh trên. 1500 vàng và lần bấm bê về nhà này. Đồ tiếp theo của Zeus khả năng cao sẽ là một cái nỏ tử thủ anh em nhé. Khả năng tăng đồ rất nhanh từ Zeus với chất tướng Gangplank. Zeus chuẩn bị phải cân 2 trên tốt và đổi 2 thùng tốt đấy từ Zeus. Lấy rất nhiều máu của cây niền cũng như là Yone nhỉ. Xuất hồn nhưng dính đại bằng tiên đến từ cây niền rồi. Không thể gây thêm sát thương với cú chiêu cuối của Talon. Mẹ quỳ bà tốt đến từ Zeus. Đoạt mạnh thành công nhưng Zeus có ăn cam và tốc biến rất nhanh đến từ đường trên của T1 đặt thùng ra, tăng tốc độ di chuyển. Yasuo tới rồi và rất khả năng cao là sẽ thoát được pha này. Thậm chí là anh ta đang ping để có áp lực vào Yone nha. Yone tích Q3 rồi, Yasuo cũng tương tự là như vậy. Nhưng cú Q vừa rồi Yasuo nó không trúng và Yone thì lùi về được với Q3. Xuân hồn tiếp tục là tấn công nhưng mà rớt đàm phán rất đau vào người của Kanyan. Đây là 2-4. Nhưng Brand trong tay của Effort đang di chuyển lên. Nó sẽ là tình huống 3-4. Làm choáng thành công đến từ vị trí của Effort và Zoe lên bảng đếm số. Lốc thành công ép luôn tốc biến của Yone và Silas tới rồi. Tốc biến rất nhanh đến từ vị trí của Talon nhưng anh ta vẫn bị đồ vương hạ sát. Và con Yone này cũng sẽ khó thoát và kể cả là hai Bringer cũng tương tự là như vậy. Cú quét 4 người dành cho team của Zeus với thêm một mạng dành cho đường trên của T1 nữa. Pha đào thoát không tưởng đến từ Zeus ở cánh trên với Gangplank. Anh ta câu đủ thời gian, đủ lượng chiêu thức của đối phương với hai chiêu cuối của Talon cũng như là Yone. Đầu tư nhưng không thể có được mạng của Zeus. Rồi sau đó là pha phản công để khiến cho team địch mất 4 người. Không mất bất cứ ai đến từ team 1 cả. Và con Gangplank này khó cản anh em ạ. Hai combo là sẽ đủ cho mình nỏ tử thủ. Và khả năng cao là rớt về nhà bấm bắn bình là anh ta sẽ đủ tiền. 15 phút với một con Gangplank hai món thì bảo sao. Khỏi đỡ rồi anh em. Nỏ tử thủ đã xong rồi. Mưa lại bạc luôn. Đánh nhau ở cánh dưới. Yasuo nằm xuống. Talon trong tay của cây nền có được điểm hạ gục. Mặt sân khấu ngay tức phải giải sân khấu khi đó là áp sát đến từ vị trí của hai Bringer nhưng cốt lừa trúng hai người và Zoe biến mất. Thêm một mạng hạ gục nữa dành cho Silas trong tay của Clint. Và có vẻ như là tất cả hy vọng đến từ team 2 đã chấm hết rồi. Team 1 ai cũng xanh rớt 5-1 trên top. Silas 5-2 trong rừng đến từ Clint. Và ở dưới thì là 3-0-4 đến từ Jin cũng như là 5-1-8 đến từ Effort với một con Brand hỗ trợ. Lượng tiền chênh lệch đang ở mức 11.000, gần 11k. Đoạt mạnh, áp sát luôn đến từ vị trí của Clit, đồ vương hạ gục đối phương. Với nội tại đến từ lưới hai bóng đêm.